chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Nhật ký Sài Lan nha. Hôm nay Nhật ký Sài Lan xin mời các bạn xem cái cảnh của một chiếc tàu. Tàu này mình cũng không biết gọi là tàu gì nha các bạn. Nhưng mình thường thấy là tàu này chở những cái chiếc xe bốn bánh đó các bạn. Xe 7 chỗ, 4 chỗ nữa. Bên đâu bên nước ngoài trở về nha. Thì hiện tại thì chiếc tàu này đang được hai chiếc tàu này đây, các bạn thấy trên bờ ra nguyên một cái bãi xe này. Xa quá ra dừng ra nhìn rõ không các bạn xem đây các bạn. Hiện tại thì cái chiếc tàu này đang cập vào cảng để chạy những cái chiếc xe đó. Mời các bạn cùng xem nè. Rồi đây qua bên cái chiếc tàu đó cũng hơi xa, thành ra máy dùm ra không có được rõ cho lắm, các bạn xem video thông cảm luôn nha. Phía ngoài này có những anh cảng vụ điều tiết đây các bạn. Đó, các bạn thấy chiếc cano nó xíu xiu luôn. Lớn thì mấy anh đi lên hướng trên đường này, mấy anh cũng nãy giờ mấy anh đậu phao giờ mấy anh nước lớn thì nước sôi thì mấy anh mới dây mấy anh gờ phao mấy anh đi hết rồi nè. Mấy anh xà lan này chở hàng khô, mấy anh này thì cái kiểu của Tiền Giang không nha các bạn. Mấy anh hàng khô này thì đa số của Tiền Giang thì đóng theo kiểu một chất đó các bạn. Thì đi hàng bao thì đóng một chách đó, cái hông ở dưới nó bự ra thì khi hàng quá hàng bao mình chắc nó không có cao quá nha, vô nó tắn ở trong cái hông ở trong đó các bạn. Nhà kéo hầm này kia thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đây quay lại chiếc tàu kiểu như tàu sân bay vậy các bạn, ở trên bằng miếng à, rất là to nha các bạn. Do ở đây qua đó thì cũng khá là xa. Thường mình đi qua lại cái bến cảng này thì thường hay thấy cái tàu này về để cập bến này để những cái chiếc xe sẽ có lẽ chiếc tàu buôn nghệ bên nước ngoài về có lẽ để chuyên chở những cái xe ô tô bên nước ngoài về nha. Thì mình thấy là trên cái bến cảng đó rất là nhiều những cái xe ô tô loại nhỏ làm trên cảng như các bạn. Đây hai chiếc tàu lai đang ủi xịt khói đen luôn. Bị cập vào cảng nha các bạn, cách rất là nhẹ nhàng và an toàn nha. Nặng lắm nha các bạn.
Đây mình thấy nhỏ nhỏ chứ lại gần nó rất là to. Rồi bạn thấy cái ống bô của cái chiếc tàu kìa. Hôm lên tới trên mấy cái cầu cảng, mấy cái cần cẩu cảng luôn các bạn. Đây các bạn xem chiếc tàu buôn này. Những chiếc tàu buôn này thì cũng cỡ mười mấy ngàn nha. Mười ngàn mấy ngàn gì đó. Các bạn. Này có bên lớn đó các bạn. À, chiếc này cỡ 20 ngàn tấn, mười mấy 20 ngàn tấn. Đây là chiếc chuyên chở xe ô tô này. Bạn thấy khủng khiếp không? Chắc có lẽ mấy tầng luôn các bạn. Chở thì rất là nổi nha, thấy nổ kêu ở trên. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cái chiếc tàu chuyên chở xe ô tô cập cảng luôn nha. Nó sẽ tới hụ rồi ta, tới thu rồi ta.